Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Ngày hôm sau, tế đàn bình đẳng đến rồi. Phía trước chính là tế đàn bình đẳng. Bia đá bên cạnh chính là bia cầu nguyện. Ân huệ của bộ tộc trưởng giám ngục chính là thông qua bia đá cầu nguyện này giáng xuống. Phá hoại tế đàn bình đẳng, chúng sinh bình đẳng sẽ biến mất. Tiểu Vân, ngươi thật sự là muốn làm như vậy sao? Tộc trưởng, xin lỗi, xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, có lẽ các ngươi đã đúng. Sự kiên trì của phái bảo thủ chỉ là một trò hề mà thôi. Có điều bọn ta đã kiên trì đến bước này thì sẽ không từ bỏ. Có lẽ số phận của những lính canh ngục nhỏ bé như bọn ta là như vậy. Nếu các ngươi thắng thì nhất định là phải sống cho tốt. Các ngươi chính là người kế thừa huyết thống cuối cùng của bộ tộc trưởng giám ngục. Người cùng tộc nghe lệnh, không được ra tay với Tiểu Vân và Phù Sơ. Vâng, tộc trưởng. Vì sứ mệnh cuối cùng của chúng ta, lên. Chung quy thì vẫn còn quá trẻ, thế giới này, ra tay, vốn dĩ chính là tàn khốc như vậy. Hoàn Nhẫn, ngươi là người của tộc Lữ Hoa hay sao? Là ai? Không sai. Có thể làm đối thủ của ta. Chiêu thức của hắn rõ ràng nhìn có vẻ rất là vụng về. Nhưng vận dụng sức mạnh lại linh hoạt như vậy, có chút khó đối phó. Không hay. Lại không nhìn ra phương hướng kiếm thế của kiếm chiêu này. Đừng rút đao, kiên trì một chút. Lại có thêm một tên đến, thú vị hơn rồi. Là âm thanh gì? Đây nè. Thần thông chân lý, người luyện được từ đâu? Lại nhìn ra được, hắn rốt cuộc là kẻ nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc để phân tâm. Ngươi không cần phải, ngươi không cần thiết phải biết. Không ngờ ta cũng có một ngày bị thương nặng. Trừ khi hôm nay thật sự sẽ chết ở nơi này. Nhưng mà tiểu tử La Trình, ngược lại là rất liều mạng. Có hắn ở đây thì sẽ có hy vọng. Hơm, chạy giỏi thật. Nếu như không phải là những kẻ xâm nhập như các người, vốn dĩ đợi sau khi tộc trưởng chết, nói không chừng ta sẽ kế nhiệm. Cái gì? Là ai? Đã lâu không gặp. Là người.